Khói bốc lên từ những đám cháy rừng khổng lồ ở Indonesia trong những ngày qua đã tạo thành những đám mây mù lớn, không chỉ bao phủ nước này mà còn lan sang các quốc gia láng giềng khác như là Malaysia và Singapore. Tại Singapore, chỉ số chất lượng không khí PSI đo được đã dao động ở mức trên 100, được xem là có hại cho sức khỏe. Trong những ngày qua, chất lượng không khí kém đã gây ra các vấn đề về đường hô hấp và thị giác của người dân quốc đảo này. Họ hy vọng cơn mưa lớn vừa đổ xuống Singapore sẽ giúp xua tan phần nào khói mù. Trong vài ngày qua, tôi thấy rất khó thở, nhưng bây giờ đã tốt hơn, khói mù đã không còn nhiều. Mây mù nghiêm trọng đã dấy lên những lo ngại về việc sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua xe công thức 1 sắp tới sẽ diễn ra ở Singapore. Ban tổ chức đang theo dõi tình hình và có thể hủy sự kiện thể thao này nếu nó ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Malaysia hôm qua đã yêu cầu đóng cửa các trường học ở Kuala Lumpur, ba bang lân cận và thành phố Putrajaya. Các chỉ số chất lượng không khí tại những khu vực này đều đang dao động ở mức có hại cho sức khỏe tới mức cực kỳ có hại cho sức khỏe. Sáng hôm qua, hơn 50% trong tổng số 52 trạm giám sát chất lượng không khí ở Malaysia đều thông báo kết quả có hại cho sức khỏe. Chất lượng không khí tại Malaysia và Singapore giảm sút một cách nghiêm trọng trong 2 tuần qua do cháy rừng trên đảo Sumatra và Borneo tại Indonesia tạo ra các đám mây khói bụi ô nhiễm bay sang 2 quốc gia này. Đến nay, hơn 70.000 người dân Indonesia sống tại các điểm này được xác định là đã mắc các bệnh do ô nhiễm không khí.